Hey yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Sẽ Chơi Gaming của mình. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái tựa game ARK nhé các bạn. Thì trong tập này mình sẽ đi bắt những cái con Celestial còn lại. Hình như là mình còn cái con cho mình nhớ coi Spino nè, Suti nè, Seeker nè. Hình như là mình còn ba cái con đó là mình chưa bắt đúng không ta? Rồi mấy cái con bên Demonic nữa thì mình cũng còn vài con là mình chưa bắt nữa cơ. Để coi tập này mình ráng mình bắt được tới đâu thì bắt nha. Mình không có dám chắc là mình sẽ bắt đủ hết trong tập này luôn, tại vì cũng còn kha khá đó, mình chỉ bắt được phần nào thôi. Mấy cái này không cần giục đi. Tập trước thì mình bắt được cái con trao Dodo Weaver này, sau mình lấy mình đánh nhau với lại cái con Colossus điện á đó. Thì mình đánh đủ được bốn cái con Colossus rồi. Bây giờ là mình có thể gọi ra được cái con biết con Revenger hay sao á, cái con chùm cuối đúng không ta? Ủa cái này là biết công Predator rồi, hình như phải về trong cái bàn á mới mới thấy được. Đây đây đây, ui chào, đánh cái con đó nó cực như đời tới á. Cũng may là có cái vách núi mình đứng ở trên đó mình đánh thì đỡ vã hơn là đứng dưới đất, tại vì cái con rồng mình là để bay mà dùng cái con đánh thì hơi cực xíu thôi. Nếu mà đánh giáp la cà thì mình thấy cái con trao hoặc là con Spirit Rex thì đánh đã hơn con Dodo Rex á. Nè bây giờ thì mình hình như là thu thập đủ được mấy cái này rồi. Bây giờ nếu như mà muốn thì mình có thể gọi ra cái con này để mình đánh luôn á, nhưng mà mình tạm thời mình ngừng lại xí đi ha. Bây giờ mình đang muốn đi bắt mấy cái con Celestial, sau đó mình cho nó tiến hóa lên Ascend rồi Corrupt Ascend các kiểu cũng là điểu á. Đó, bắt cho nó xong đi ha. Chứ mà để nó ở ngoài thì có nhiều bạn kêu là mình còn thiếu nhiều con chưa bắt quá. Thì ok luôn, nếu như các bạn muốn mình bắt thì mình sẽ đi bắt cho các bạn xem. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm ba cái con kia để mình bắt nha. Spino nè, Chuti và con Seeker. Bắt xong rồi lần lượt mình tiến hóa nó lên luôn. Chút xíu nữa thì mình sẽ gọi ra mấy cái con như kiểu con biết công á, đánh tầm ba con để lấy ba cái đồ tiến hóa lận. Dùng cái con kia đánh cho nó lẹ. Cái con Colossus thì hơn 100 tỷ máu rồi. Mình đánh bốn con kia là các bạn cũng đã biết rồi đó. Đó, bây giờ mình đi bắt cái con Spino nha. Ở gần nhà mình có một con luôn nữa các bạn. Còn mấy cái con này thì nó rải rác ở mấy khu bên kia. Nhưng mà gần chỗ mình nhất là cái con ngay phía khu vực nhà mình cũng gần gần đây nè. 35 72. Thì mình bắt cái con Spino xong mình tiến hóa trước đi ha. Ba mươi lăm bảy mươi hai là bay xuống phía dưới đây xíu nữa là thấy ở dưới đây 35 72. Celestial thì nó màu xanh dương à, có nó bị nó có bị lẫn lộn trong cái đám này không ta? Remote Tech. Ủa, 3572. Ủa. 35 ok kỳ ta. 35 35. Ủa. 3572. Ủa, cái con này Spino thường à, không phải. Hơi giật xíu nha, các bạn xem thông cảm với mình nha. Tại vì bây giờ thú nhiều nè, với lại máy của mình thì nó càng xuống cấp đi rồi, cho nên là cái tình trạng giật lag như vậy thì mình không có fix được các bạn à. Bây giờ chỉ có mình đi ra ngoài chỗ tìm kêu người ta bảo trì á. Nhưng mà bữa giờ do là dịch quá, thành thử ra là mình không có đi lên thành phố để mà bảo trì máy được, không được thay thứ kiện.
mà đang muốn nâng cấp mà chưa đi được, khổ lắm. Nên các bạn xem mấy khúc này giật giật thông cảm nha. Ui chà, con Warden này, quay cái con Celestial mình đang muốn kìa các bạn. Từ từ để mình xuống mình tiêu diệt cái con này cái đã, con này ồ quá. Ủa nhưng mà sao cái con này nó rút máu ghê vậy trời, con nào cắn nó ghê vậy. Hai đứa đang quánh lộn. Chết rồi cái con Spino này chết các bạn ơi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, con có một xí máu à. Chúng mình bắn anh vụ nó coi. Cho mình vụ nó ra xa con Spino kia mà cái con Spino kia sắp chết rồi. Hên 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 á, phải tèo thiệt các bạn ạ. Xíu nữa là cái con Spino kia chết rồi. Ui chào ôi mày thế. Rồi mà con đó đáng lý là bình thường là bị cạp cái đó là chết queo rồi đó. Nhưng mà hên là cái bộ giáp mình nó trâu cho mình sống được chứ mà nhắc coi. Ôi giời ơi. Hên vãi trưởng, cái con này còn có 1 triệu 1.4 triệu máu à. Ôi dè, ôi dè. Nice, nice. Tí nữa là mất một con rồi đó. May là mình dừng kịp rồi. Thêm quỷ đêm nít nữa. Thầy ơi. Easy boy, easy boy. Bài nhanh giật phải tèo. Để đi. 13 cái kiếp bồ. Cái con này hình như là mình có thể tiến hóa nó lên gì nữa ta. Vừa corrupt nè, vừa ascend nè, mà vừa corrupt ascend luôn, vãi tèo luôn. Hai cái tên dài thằng lòn. Corrupt ascend Celestial Spino. Ấy, tên nó là vậy nếu mà tiến hóa đầy đủ. Thầy ơi, một con đầu tiên. Mình cần bắt thêm một hoặc hai con nữa để mà tiến hóa lên từng hệ cho các bạn thấy luôn. Bây giờ để check là độ tiếp theo coi. Celestial Spino. Bên đây có hai con thì nó nằm bên góc bên đây rồi. Bên đây 28, 48 nè. 28, 53. Đi. Chỗ này như hôm qua là anh thấy cái con đấy đúng không? À đúng, bên đây này, bên đây, bên đây, bên đây. Ui chà, ngon nhỉ. Cái chỗ này hôm bữa hình như là mình nhớ không nhầm là có một cái con cái con Spino luôn á, nhưng mà nó bị nhiễm phóng xạ sẵn các bạn ạ. Cái con nó tên là cái gì ta, Corrupt Celestial Spino luôn. Lấy con nó không thể tem được. Cái con cua Mega Kranos này nó nhảy cà tưng kìa các bạn thấy không. Trong buồn cười vậy. Ây da, nó đang được tấn công cái con còng của mình kìa. May được. Đợi xíu. Demonic Mesobi The Cut 520 Rim Terry. À, cái con Terry này là mình có thể tem được nó nè các bạn. Từ nha, cái con này hình như là mình nhớ không nhầm là có một cái co hay sao á để bắt cái con này. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đợi xíu, tem cái con này cái đã. Bữa giờ mình đang tìm cái con Terry này nè.
nhưng mà tìm không thấy. Thu lại cái đã. Ủa, nó ăn hết cái bồ luôn rồi hả? Quá tèo vậy. Ở đâu? Mình nhớ mình cho nó một đống mà sao nó tưởng nó ăn hết nhanh vậy chứ. Đây 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 đây, cái con này tem bắt siêu à. Quá tèo vậy. Đơn đơn đơn. Con ơi. Cái gì vậy? A đuôi. Cái con Spino này ghê lắm á, không có gì không phải đùa đâu, nhưng mà nó sắp chết bà nó rồi, thôi sắp mặt rồi. Ừ, cào chết đi con. Cào chết đi. Anh nữa. Hay. Nhưng mà con này nó cũng bị mất máu nó chết rồi. Cái đầu xanh. Cái con này mình đang muốn tem mấy con này nè, cái con này mạnh lắm. Trời ơi. Úi chà. Alpha gacha. Hai thằng này đang đánh lộn nhau nữa các bạn. Bạn nghĩ con nào mạnh hơn? Cái con này hình như giết. À đù, tắm một cái con kia muốn xỉu mẹ. Anh ơi. Để mình ra mình dẹp loạn cái bọn này mới được. Con Terry nó có cái co hay lắm nè các bạn, nhưng mà bữa giờ mình không có biết cách nào mà tiến hóa hay bắt cái con đó. Đây là nó có một cái này là dùng để tiến hóa từ từ để mình xem coi. Cái này dùng để tiến hóa cái con thường lên Alpha Terry đúng không ta? Giết cái con Rim Alpha Terry để unlock cái này. Đó, bữa giờ mình bị kẹt cái này nhưng mà mình không có biết đường nào. Mà lần hồi nãy có một cái con mình tem được, tem thử nó rồi đó, nhưng mà nó chết mất tiêu rồi, ngu người luôn. Trời ơi xui thế nhờ. Bây giờ mình sẽ đi bắt thêm một con nữa đi, mới được hai con rồi, thêm một con nữa nha. Spino để tiến hóa lên ba dạng luôn. Celestial đây. Cái con thứ ba nằm 2848. Ô gì cũng gần đây à. Gì đây? Spino S à. Trời mới có tưởng cái trứng của con Terry chứ. Cái trứng đó hình như nó đang tự up luôn hay sao các bạn đúng không? Nó cái điểm incubating kìa. Ây da. Hay vậy, từ từ nha các bạn. Để mình xem thử cái trứng nó khi mà nó tự nở thì nó sẽ như thế nào. Wow, hình như là nó đang đứng gần cái con hệ lửa nè, hoặc là cái con khỉ Demonic này, cho nên là nó tự ấp được cái trứng của nó luôn. Quay đỉnh này các bạn coi cái điểm incubation kìa, thấy chưa? Nó tự giảm luôn á, hơi bị đỉnh. Cái trường hợp này là mình ít thấy ở trong tự nhiên á, nó tự ấp luôn. Wow, qua xem thử coi, yeah. Thử coi cái con này nếu mà nó nở ra coi thì nó thành con hay là nó thành cái con bự luôn. 33%, ủa sao hết rồi? Sao hết? Nó hết up được nữa bạn ơi, kỳ vậy. Ủa nó giảm còn có 33%. Chăm sao nó hết rồi, hay là do thời tiết mình trời mưa nó đổi ta. Nó không có lên cái điểm kia nữa các bạn à. Hay là hai con quỷ nó đánh nhau nè. Thôi. Trời ơi, muốn xem cái chỗ này nó up ghê luôn, nhưng mà không thấy nó up rồi. Cái này là up
trong tự nhiên đó nha, còn ấp ở máy mình thì nó khác. Hai mươi tám bao nhiêu nhỉ? Thường như mình thấy nó kìa. Đây 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 đây. Group Apex Pino. Ui. Cái hệ Apex. Apex này, cái con Spino này có thể biến thành cái hệ group được hả ta? Ui chà, giờ mình biết luôn á. Nhưng mà mình không biết nó có mạnh đam bằng cái con Gigan hay không nữa. Cái con group Gigan thì nó mạnh quá rồi. Tem mấy con này nữa là được ba con đúng không? Ba con Spino này là mình cho nó tiến hóa lên ok luôn. Con còn cho nó về nhà cái đi. Tiếng nhạc ngon vậy. Cái bài nhạc này hay phết đó, kiểu Halloween nhá. Bớt đi mấy cái đồ không. Ê, nhầm. Pino lấy lại. Xin linh hồn. Yeah, xong. Ba con. Cho ba dạng. Bây giờ mình sẽ về nhà mình gọi cái con boss pick con ra mình đánh nó để lấy cái đồ tiến hóa mới được. Đánh con nó xong đi ha. Xong rồi mình test ba dạng luôn. Bỏ được mấy cái đồ này, tào lao trong đây được hay vậy ta? Gắn lưới cái bàn linh hồn nó chỉ thu được mấy cái kia thôi chứ mấy cái đồ này cũng nhét vô được ha, phải tèo vậy. Đâu rồi, Bitcoin có luôn. Yep. Let's go. Giết cái con này nhanh thôi. Các bạn thấy cái con Ravage như thế nào? Đánh cái con đó tầm 30 giây là xong. Ôi nhưng mà mình không biết cái con này nó tấn công thì mạnh như thế nào nhỉ? Nó mấy con này nó đánh không có được giảm đam mấy. Gì đây? Bacon Overlord 680 vậy. Ủa? 680 vẫn chưa mắc level ha, phải tèo vậy. Thường mấy con tầm 680 là max level, chắc là tùy mod hay sao á, có con giới hạn 680, có những con level 1000 mấy lận mà còn chưa max luôn á. Đây nè, ví dụ Enforcer này đi, level 700 nhưng mà vẫn chưa max nè. Vậy mà có mấy con 600 mấy, 500 mấy là max level rồi, phải tèo thì chứ. Ui mình mới thấy con gì đó, Brotor 1100 chưa mắc level luôn. Ui chà. Sao mấy cái con khi cứ thấy level nó cao thì cao. Đấy rồi. Cầm mấy con bái chủ này ra phang cái con biết con này là siêu lẹ luôn. Đỡ tốn thời gian với con quỷ này. Hơi bị ồn bây giờ bạn ơi, bạn nào mà thấy to quá thì giảm âm lượng lại, nhưng mà đánh xong nữa là mình tăng âm lượng lên. We'll be right back.
nằm xuống đây ta. Ui chưa dí được nó mà trứng nó đã tòi ra rồi kìa. Ui level 680 luôn, ngon vậy. Nó chạy kìa các bạn. What the heck man. Ôi chưa đánh nhau nóng nóng cái mông nữa đã chạy rồi. Alo. Quỷ kia đâu rồi? Hey boy. Sao lại chạy ra? Boss mà chưa chạy. Ủa ok lại thêm một trứng nữa à. Okay. Hai trứng luôn, cái này giống như hồi trước của mình nè đúng không các bạn. Bây giờ mình đã hiểu tại sao con này nó để được hai trứng rồi. Khi mà mình đánh nó đến một cái ngưỡng máu mà nó gần chết á thì nó sẽ đẻ ra một trứng. Và khi mà chúng ta tiêu diệt được nó thì chúng nó đẻ ra thêm một trứng nữa, là được hai quả luôn. Hay chà, giờ mình mới biết luôn á. Tại sao lúc trước mình cũng đã thấy nó đẻ hai quả trứng rồi. Được nha, được nha. Rồi xong. Có được cái đồ tiến hóa cho cái con con Spino xíu nữa mình tiến hóa của mình rồi. Ôi dè, ôi dè, hai cái trứng này thì mình tạm thời là mình không không có cần nữa, cứ để đó đi. Mình chỉ lấy cái đồ tiến hóa thôi. Đây. Được cái bộ giáp này nó cũng là cũng mạnh đó, nhưng mà so với cái bộ mình đang mặc thì nó còn thua xa lắm. Đây Spino Silet nè. Cái này là Rim rồi. Cái con Rim này chừng nữa mình sẽ đi bắt tất cả những cái con Rim, sau đó mình làm ra thành một cái tập đó, mình cho nó tiến hóa lên Infernal hết đi ha. Con nào mình tiến hóa Infernal được thì cho nó lên luôn. Nhìn cái dàn thuốc màu tím tím nhìn nó cũng đẹp đẹp á. Nhưng mà những tập sau thì mình mới làm, còn tập này mình đi tập trung cho cái con này tí. Giờ sẽ đi test đam tụi nó cái đã. Ê, test từ thường cho đến lúc nó tiến hóa luôn. Được 3 con rồi. 2 3. Ai chà, quên làm cái yên các bạn ơi. Quên. À, con nhìn được nhờ. Celestial Spino. Tèn. Chưa vô chỗ này đẻ trứng rồi mấy đứa này. Rồi. Cái con này cũng đẻ vậy. Hình như có con được là không đẻ thôi, còn hai cái con female này là đẻ nè. Được đây. Đúng là có hơi chai một cái, một là hai đứa này nó rụng trứng liền nha. Để xem coi cái con nào yếu nhất thì mình sẽ đẻ lại bình test bình thường đi. Con nào mạnh nhất thì mình sẽ cho nó tiến hóa lên hai hệ đi. Cái con này là đam đang to nhất nè, 146 nè, con kia 144. Cái con này 115 mà. Ok. Rồi mình sẽ test cái con này, nếu như mà nó đam thường đi ha. Đam thường thì nâng level lên nè. Đam.
Đó, cái này là cái chế độ thường của nó. Đam có 110 mấy nghìn thôi. Mình quánh được rồi. Cái này xuống nước hay như được tăng tốc độ di chuyển lên nữa thì phải đúng không? À đây 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 đây. Đánh được 4 triệu 7 nè. Chủ phải là đứng bằng hai chân. Bán được 5 triệu gần 5 triệu 2. Bây giờ gồng sức mạnh lên coi. Canh chôn xe nè. Lên được 7 triệu 7. Nút C coi. Chà ô chà nó sao là nó bắn đạn nè, cục vậy. Rồi nha, mình chắc lại coi bao nhiêu cục đây. 1 2 3, có 3 cục thôi các bạn ơi. Ui, lên được tầm 9 triệu 9 luôn nè, ghê vậy. Đam to phết á. Ít coi, ít là phun lửa à, mình phun lửa một con nào đó coi, 1 triệu, ok, bên chôn không có gì nè, quy cũng không có gì luôn, đấy, đó là cái mức đam thường, thêm cái lọ imrin gì cho nó nữa nè, xem thử nha. Có nó lên được bao nhiêu đây? Tán thường 21 triệu 700. Nút C coi. 11 triệu 8. Nút ít phun lửa nè, 3 triệu 8 nè. Khi mà nó tán như vậy thì được bao nhiêu nhờ? Từ đây mình check lại coi. Được 18 triệu. 18 triệu là mình chưa xuống nước. Bây giờ xuống nước thì mình tán được hơn được tầm đó, được 21 triệu nè. 21 triệu 7. Ồ ok nha. Rồi chạy kìa, chạy kìa. Úi xồ, úi chạy nè. Rồi cái con mạnh này thì mình sẽ tiến hóa lên Ascend, sau đó mình từ từ cái con này để cho nó lên hệ cô rúp trước, sau đó mình còn cái con cuối cùng mình sẽ cho nó tiến hóa lên Ascend, sau đó lên cô rúp Ascend luôn nhá. Con này 146 đam ngon hơn để cuối cùng nè, con này 144 thôi. Con này thì mình sẽ cho nó lên cái hệ cô rúp, lấy cái yên lại cái đã. Cái cô rúp này là mình có cần cộng đam trước sau đó mình mới tiến hóa không ta? Thôi mình cứ chắc cú trước đi ha. Để nâng trước đi. Rồi, nâng xong cái chỉ số đam với máu cho nó, nào giờ mình tiến hóa lên cô rúp. Mình đang thắc mắc là lúc mà nó biến đổi cái cô rúp này thì nó sẽ giữ nguyên chỉ số đúng không ta? Vậy thì mình cho nó uống thêm cái loại steroid trước đi ha. 4 triệu 8 máu nè, 142.000, 421.000 đam chứ. Đó. Tạo ra một cái phiên bản bị nhiễm phóng xạ của con này. Ôi. Uầy, ok chưa? Group Celestial nha. Cái con này hình như là max level rồi, mình không có được cộng nữa đâu. Để xem cái con này cái lượng đam nó gây ra nó có khác biệt gì không nhiều so với con kia không nhỉ. Sương sương nhẹ xuống nước lắm mà chưa gồng sức mạnh rồi. 19 triệu các bạn à. Thôi bắn tao đi. Mày chọn cái chết à. Mày lăn lăn cái đầu mày chứ lăn. Ôi chà, phun lửa được 2 triệu 9 luôn. C rồi. Vàng 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 10 triệu. Ôi chà, cặp chay 19 triệu là nó chưa gồng sức mạnh đó nha. Ấy, bây giờ canh trong xe nè. Thử quào cái nhẹ coi. Cái này là cạp, mình phải đứng bằng hai chân đam nó to hơn nữa. 31 triệu đúng không? Bây giờ đứng bằng hai chân nè. Cái này chắc là hơn 24 triệu. Nó mạnh hơn cái hệ thường có một tí nữa các bạn ạ, không cao lắm. 16 triệu 8.
lên được 4,7 triệu. Quất theo một nhỏ chết ngắt luôn à. Chết chịu. Kìa, nhưng mà thấy cái con gì tàng hình đúng không? Rock Red à. Elemental Lightning Corrupted Rock Red. Quá chữ cái tên nó dài. Mày dài thì mày cũng đi thôi con. À, thằng này mình chỉ phóng xạ luôn nè. Mấy triệu luôn dữ dằn. Đó, xong hai con. Đấy, cái con này là mình sẽ cho nó lên Ascend trước cái đã. Sau đó mình cho nó corrupt luôn. Nâng level nó trước cái đã mà không quên. Rồi. Đấy, cái mức thường là nó như vậy đúng không? Bây giờ mình cho nó lên Ascend, mong là nó không bị reset cái điểm nào hết trơn á. Máu với đam là tuyệt đối là không được reset nha con ơi. Đây rồi. Ascend Celestial. Ngoan ngoan ngoan. Yep. Rồi đây rồi. 3 tỷ 6 máu. Úi chà. Nào. Để cho em nó tự do tung hành coi. Bánh thường nhẹ cái nào. 15 triệu chưa nâng sức mạnh. 8 đối với cái con mod khác. Đứng bằng hai chân xem nào. 17 triệu. Gồng sức mạnh lên cái nè. Tán coi. 34 triệu các bạn ơi, 34 triệu là chưa cho uống cái lọ steroid nha, bây giờ cho uống thử coi. Đâu rồi cái lọ đâu rồi ta? Ủa? Mắt có vấn đề, không thấy à. Phải ghi ra mới thấy. Bây giờ ngày bao nhiêu đây? Bùm, bùm. 97 triệu. Wow. Thứ ta. Ui, bắn trưởng 55 triệu. Không lửa. 3 triệu. Con này tiến hóa lên nó không còn kỹ năng gì đặc biệt hết ta, nó cũng chỉ có nhiêu đó. Con này bị cá là nó phải xuống nước các bạn ơi, xuống nước nó mới tăng đam lên. Thì nó đam có được 80 mấy triệu là cao rồi đó, mình phải đạp xuống nước tí. Đó, mình quay ra là mình tán thì nó lên được 90 mấy triệu. 67 triệu. Ôi, con này nó tiến hóa lên cái hệ Ascend này, cái mình cảm giác cái màu nó thay đổi các bạn nhờ. Nó chuyển thành màu màu trắng bạc, sau đó nó ánh màu xanh dương kìa, đúng không? Thôi nhưng mà nhìn đẹp phết đấy, 8 tỷ máu. Đâu, bây giờ mình sẽ cho nó một cái spot này thử coi. Để nó biến hình nè. Ấy. Yo. Biến hình con ơi. Chiu. Rồi. Nó biến hình thì nó lại xấu đi nha các bạn. Để bình thường vậy nó đẹp hơn, nhưng mà biến hình qua kia thì nó xấu, mà nó được cái nó mạnh. Đó, cái chỉ số thì nó vẫn giữ nguyên 8 tỷ máu nè. Mấy con này mạnh như đời tới vậy. Để xem sao. Hồi nãy nó tán được tầm 97 triệu đúng không? Bây giờ mình nghĩ nó sẽ lên tầm 100 triệu á. 103 triệu là cạp chưa đứng. Bây giờ đứng bằng hai chân sao rồi. Lên được bao nhiêu đây? 113 triệu. Holy shit.
Sao nhờ? Mãi mèo thật. Không được chịu. Đội 23. Để đi càng quét cái đảo này lên cũng nhiều quá. 69 triệu. Phải nhìn thấy đau không? 100 triệu đam không. Mạnh nhờ. Ê. Đấy, bộ sưu tập Spino Celestial của mình đây các bạn. Đủ 3 hệ luôn. Hệ thường nè, hệ Corrupt nè, rồi hệ Ascend Corrupt nè. Ý. Ba con này nhìn mạnh phết đấy. Ôi, đúng là tiêu hóa lên nó khác bọt hẳn các bạn nhờ. Cái con thường á 5 tỷ 3, cái con Corrupt 4 tỷ 8 à, của kỳ vậy ta. Đó. Do là cái con này cái điểm máu nó bé hơn cho nên cái lượng máu nó thấp hơn là đúng rồi. Con này được, ôi cái con này tiến hóa lên Ascend thì đam nó to hơn hẳn các bạn nhờ. Đam với máu luôn nè, 219 điểm máu cho nên là nó được 8 tỷ, mấy con này được 5 tỷ 3 với lại 4 tỷ mấy nha. Nhưng mà vậy cũng được đi. Cái gì vậy? Rồi cái con chuột chuột ở đây đây. Elite Dragonfly. Đấy, mấy con này đứng ở đây đi, xíu nữa mình chụp hình sao. Bây giờ để coi còn cái con gì mình chưa bắt ta. Để bắt nốt luôn đi ha. Celestial đúng không? Hồi nãy là có mấy cái con kia rồi, bây giờ mình tìm thêm đi. Hoặc là bắt cái con nào đó nó thường thường xíu để dành những cái con đó cho tập sau cũng được. Duty nè, Seeker nè. Hai con này là mình có vẻ là để cho tập sau được á. Tập này mình đi tìm bắt cái con rồng Necrotic thử coi. Cái con rồng Necro này thì các bạn thấy cái hệ nào xịn các bạn. Poison nè, Lightning nè, Fire nè. Cái này là băng hả? Mình không biết là cái hệ nào ngon nữa. Nhưng mà nó có 4 hệ luôn đó nha. Lightning, Poison. Đi. Biết cả đợt mấy con này để mình qua mình check nó thử coi. Cái con nó ăn Kibble Special đúng không ta? Có cầm cái Kibble Special 50 cái chắc là bắt được. Có rồng mạnh lắm. Qua bên chỗ Thảo Nguyên đúng không? Thảo Nguyên. Đây. Các bạn coi luôn. Các bạn đang xem cái tập này là mình up vào buổi trưa đó, còn cái tập buổi chiều nữa là tầm 4 giờ chiều đó. Bạn nào rảnh thì có thể móc điện thoại hoặc là máy tính ra ngồi xem, ủng hộ mình một view. Thỉnh thoảng nó có nhảy lên quảng cáo thì các bạn gán xem hết với mình nha, đừng có bỏ qua. Tại vì đối với mình mấy cái quảng cáo đó nó cũng quan trọng dữ lắm. Tại vì các bạn xem được quảng cáo thì mình mới có thêm thu nhập các bạn ạ. Mấy cái quảng cáo đó không phải là mình gắn mà là bên YouTube tự động gắn cho mình. Chứ mình thấy nhiều quảng cáo quá nó cũng làm các bạn nó khó chịu quá. Nó cứ đang xem nửa chừng cái nó hiện ra một cái quảng cáo nào đó để bạn mất hứng. Nãy tọa độ ở đâu ta? Bên cái đảo này đúng không? Bên này sẽ có một cái con rồng Necrotic. Xem nữa thôi. Ây cha mũi chích. Ủa? Sao lại có mấy cái con này ở đây vậy? Con này là con của cái con nào á nhờ? Đệ của con Raphus đúng không ta? Sao lại ở đây vậy? Hay là đệ của con... Yeah. Sao có con đệ nó đánh mấy con vậy? Do Direct Minion. Đây, mình thấy rồi, đây cái con còn quỷ Necro này nè đúng không? Con này mạnh vãi tèo ra. Mình
mình đang bắt cái con này là hệ gì á nhờ? Từ. Dạ chảnh da. Con rồng mày thấy vậy thôi nhưng mà nó ghê lắm, nhìn như hệ zombie vậy nhờ. Con này mình không biết nó để hệ gì nữa, nhưng mà tí nữa mình xài skill mình mới biết được. Con này có yên cái riêng biệt của nó không ta, hay là chỉ là xài cái yên thường thôi nhờ. Yes. Con này nhìn cái màu đen tùy người thấy ghê nhờ. Có vẻ là ghê đó. Từ tạm thời mình cho cái con này về nhà xíu đi. Test luôn cái con này ở đây luôn, mang đi một vòng đi quánh mấy con thú bên gần đây. Chỉ sợ là cái không có cái yên á. À có cái yên tạm thời nè, mặc đỡ đi con. Cái điểm melee dam này nhìn có vẻ thấp các bạn nhờ. Ủa xíu nữa mình cho nó uống cái lọ store, cái lọ được imprint vô nữa nó bay nhanh như đời tới. Thử cái coi. Cảm thường được 331.000 nè. Cái con này chủ yếu là cái khả năng xịn sầu của nó là chủ yếu là từ kỹ năng cơ. Đấy mấy cái lửa đốt này nó khó chịu lắm các bạn biết sao. Nó vừa thiêu đốt mục tiêu mà nó vừa làm cho mục tiêu kiểu sao ta, không thể di chuyển, không thể bay được nè, mà còn bị mất stamina luôn chứ, khó chịu cực kỳ. Nó lại nó đốt không? Ví dụ như bây giờ mình test thử với một cái con này chắc là đồng lửa thì phải. Có cái chiêu này cũng khó chịu nữa bạn, đó nó bắn một cái một là nó làm mấy con kia là nó không di chuyển được. Mấy cái quả cầu này nó khó chịu lắm. Thề những cái đứa nào mà ở gần là không bay được đâu. À, với cái lửa đốt này nữa thôi combo luôn á. Con mình là ngoại lệ là bay được. Cái gì mà nó giật ghê vậy? Bị phản đam của cái con Grim này. Đốt quả tèo đốt luôn. Trời. Không biết là con này nó đốt theo cái phần trăm hay không nữa. Nhưng mà có vẻ là cũng theo phần trăm thế đó các bạn ạ. Mà cái lửa đấy nó ồn thật các bạn ơi. Ủa nó đốt lửa mà nó còn đẩy nó. Mày đẩy ra xa nữa kìa, thấy không? Mất nhiều vậy. Có vẻ là đối thủ nặng ký của cái con rồng Omera đấy các bạn ạ. Cái bản thân nó cũng bị dính cái hiệu ứng đó nhưng mà nó vẫn bay được các bạn ạ. Ủa mình đang bị cái gì mà trừ cái điểm gì trên đây ta? À mình đang bị cái kia là do cái con Yuti nó gây ra. Con này thề khó chịu chùm luôn á. Gì đây? Sóc ba chi à? Ăn một
trưởng nè. Ủa cái nào giật điện mình vậy? Ăn một quả cầu nè. Búp. Búp 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 búp. Ê, gì đây? Con nào đây? Chào đô đô Viven. Sao nó quen quen ta? Cái con chào đô đô Viven này hình như là mình bắt. Mình bắt rồi đúng không ta? Mình bắt ở tập trước mình đánh nhau với con kia luôn mà. À. Thì ra ở đây còn một con nữa. Để mình quất luôn các bạn ơi, thử cái con Necro này quất con lại con chào đó không? Mày sắc mặt cho ui, nó đốt theo phần trăm máu rồi, nó đốt rồi. Úi giời ơi. Các bạn thấy không? Ủa con đó rồi. À nó không bay được, nó không bay được bạn ơi, nó không bay được. Mày thấy bà mày rồi con. Trời mày đứng. Mày đứng thui màn hình đó. Nó bay được rồi, nó bay được kìa, nó bay được kìa, thấy mẹ rồi. Ừ, cái con nó bị đen mà mình khó chịu à. Được, để mình dụ nó xuống gần gần mặt đất cái đã. Xuống đây. Chữa một quả cầu xuống đất nè. Ê da. Sao cái con mình nó còn bị lên turbo nữa các bạn thấy không? Thôi ngu không có cái ngu nào bằng cái ngu này hết trơn á, đứng đối diện cái con này chi không biết nữa. Thôi xong rồi, đối thủ quá rồi. Cái con chao đó nó cũng là một cái dạng boss khủng mà nó đánh chết được cái con Colossus luôn á, vậy mà mình dám đứng trước mặt nó cho nó tán rồi phải rồi. Mình có tưởng là khi mà mình xài chiêu đó vô người nó rồi thì nó không có di chuyển được chứ, ăn rồi đâu nó vẫn đánh được các bạn ơi. Chết rồi, không biết cái con gồng Necro đó nó còn sống hay không nữa đây, để mình bay qua lại coi. Đừng chết con à, chưa cho nó cái Dino chắc cơn đó. Oh no. Mong là nó vẫn còn sống nha các bạn. Nó hiện lên một cái thông báo lên nó chết là coi như là đi đời nhà ma. Alpha Weaven đấy. Dưới đây nè. Ráng lên con ơi, đừng chết nha. Nó bay đâu rồi ta? Ủa cái chỗ này là chỗ mình chết đúng không? Đúng rồi mà. Con gồng nó đâu? Là mấy cái đảo bên kia ta? Như đảo bên kia mới đúng. Chưa thấy nó hiện cái thông báo là con rồng kia chết. Ủa không có luôn. Chấm hỏi. Cái gì mới nổ vậy ta? Thế rồi, mình không có cho cái con kia cái Dino Tracker rồi các bạn ơi, giờ sao? Chết chưa vậy? Giáo sư Betty đã chết bởi Ruben. Con Necrotic đó như vẫn còn đó, nhưng mà nó bay ở đâu thì mình không biết. Là như là cái này là cái list để mình search đúng không? Necro. Ô nó xỉu rồi các bạn ơi. Nó xỉu rồi. Mẹ rồi, giờ sao ta? Chibe not containment. Ủa. Kỳ vậy. Làm sao để chắc vô được cái con, mình chắc vô rồi đó nhưng mà sao không tìm được các bạn ơi? Giờ nó ở đâu? Bay đâu rồi? Là nó xỉu với hồ nước ta. Cái gì đây? Nucarado đi bộ với nước hả? Cái gì vậy trời? Cắn thử coi. Cắn cái mày.
Rồi, bị lạc mất cái con gấu Nego rồi các bạn ơi, hay là nó chết rồi ta? Ít nhất cũng phải thông báo lên cho mình biết chứ. Chỉ có mình chết thôi, cái con kia như vẫn còn sống hay sao á. Bây giờ làm sao mà tìm được cái con đó đây? Có ngựa ngựa bay quanh trong đây không? Bị ông đại ca. Cái nhạc gì vậy? Ủa? Của con boss dưới cái hồ. Hay là hai thằng đó nó bay lên trên nó quánh nhau rồi ta? Mình cũng nghi lắm. Mà nó xỉu ở đâu á? Hồi nãy là nó bị xỉu rồi. Còn cái con trao kia thì mình không biết nó ở đâu. Khoan khoan các bạn ơi, để mình check lại thử coi. Chèo. Ủa, ra đưa quy quen ở đây có mà sao nó không hiện thị ta? Ôi ôi, định ngồi nghịch cái con Necro kia mà ai ngờ đâu nó chích ngắt rồi, sao? Thôi chịu rồi các bạn ơi, hồi nữa đi tìm lại cái con khác thôi. Đáng lý là mình phải sao ta, cứ mỗi lần mình tem cái con gì đó xong rồi phải gắn cái tracker, chứ cái con này do là mình háo hức quá lấy đi bánh lộn luôn, chưa cho nó cái tracker thành thực ra là không có gọi nó lại cho mình được. Ok, à lại một cái con gồng Necro khác nữa rồi luôn, mày chết bà mày. Tem, không nói nhiều. Ôi chà, mất con này thì được cái con kia các bạn ơi, hợp lý. Ngon. Cái con này không level cao bằng con trước thôi, nhưng mà được, tem con này được các bạn. Để mình giúp kinh nghiệm rồi. Tem xong mình sẽ gắn Dino hoặc là chắc cú hơn nữa thì sẽ tạo cờ lo như con này chứ nó không bị chết. Ây chà, mình chỉ bị cái là mình mất cái yên 500 mấy giáp thôi. Vậy xin em đấy, đừng. Con này cũng như rồng lửa luôn đó ta, duy trang nè. Hay là mấy cái con này nó mấy cái chiêu này nó ngang nhau ta, nhưng mà nó vẫn phân biệt ra là rồng lửa, rồng điện, rồng độc, rồng băng ta. Cái này thì mình không gõ nữa. Thôi như vậy được rồi. Cất con này đi ha. Mình rảnh rồi mình nghịch sau. Thôi, bây giờ mình về rồi mình kết thúc cái tập này tại đây thôi mọi người. Rồi một tiếng đồng hồ rồi à, có thể là hơn luôn. Yeah, cảm ơn bạn nào đã xem được clip của mình hết xem tới đây nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy hay thì để lại cho mình một like, chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ thoải mái. Bữa nay là ngày chủ nhật mà các bạn được nghỉ xả hơi ở nhà chơi đúng không? Ngày mai mới là sang tuần mới là mới bắt đầu học, đi học với lại đi làm lại. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye. Nhớ là buổi chiều nay còn một clip nữa đấy, nhớ đón xem nha.